Xin chào các bạn đến với khóa học Docker cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì bữa hôm nay là buổi thứ 14. Thì bữa nay tôi lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn là thao tác và làm việc với lại cái Docker image. Thì bữa trước là cái buổi thứ 13 thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn là build và tạo ra một cái Docker image mới rồi. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn là một số cái tính năng nâng cao liên quan đến cái việc mà tạo ra cái Docker image. Thì khi mà các bạn là làm việc ở ngoài dự án thực tế thì các bạn là sẽ thường xuyên phải update, các bạn thường xuyên cần phải cập nhật lại cái source code. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn là xử lý những cái vấn đề mà liên quan cái việc mà cập nhật cái source code và cập nhật và build lại cái Docker image. Và khi mà build lại cái Docker image ấy, thì chúng ta có một số cái nhu cầu như là chúng ta sẽ đi thiết lập cái version cho cái Docker image. Đó thì đây là cái nội dung của cái bài học hôm nay. Đó thì bây giờ tôi sẽ đi bắt đầu hướng dẫn cho các bạn này. Thì để mà tìm hiểu về cái vấn đề mà update cái source code ấy, thì các bạn cũng quay lại cái trang tài liệu của cái thằng Docker, là cái trang doc.docker.com này, và các bạn đi tới cái phần cái bài workshop ở bữa trước này, và các bạn đến cái part 2 update the application này. Thì ở trong cái trang hướng dẫn này thì nó có demo cho các bạn xử lý update cho một cái file ở trong cái source code của chúng ta này, và sau đó thì chúng ta sẽ đi build lại này. Thì chẳng hạn như là ở đây thì nó có hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi vô trong cái file app.js này này, và chúng ta sẽ đi update tại cái dòng code 56 này. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ đi update tại cái dòng code ở trong cái file này như sau. Thì chẳng hạn như tôi sẽ copy cái dòng code này chẳng hạn. Rồi theo tôi sẽ quay lại cái VS Code này. Rồi theo tôi sẽ đi vô trong cái file app.js này, thì tôi sẽ đi vô trong cái folder src này. Rồi theo tôi sẽ đi vô trong cái folder static này. Rồi theo tôi sẽ vô cái folder js này. Và tôi sẽ mở cái file app.js ở đây để mà update này. Thì tôi sẽ đi xuống cái dòng 56 này. Đây thì tôi sẽ đi update lại cái chỗ dòng 56 này này. Đó thì tương tự thì các bạn cũng copy cái dòng code ở trong cái trang tài liệu của thằng Docker, và các bạn đè lên trên cái dòng code ở cái chỗ dòng 56 như vậy. Đó, rồi theo tôi đi vô save này. Rồi, tiếp theo thì đến cái bước thứ hai thì chúng ta sẽ đi view và chúng ta sẽ đi update lại cái image. Thì các bạn có thể đặt lại cái lệnh Docker build đây này. Thì cái lệnh Docker build này thì nó cũng tương tự như là cái lệnh Docker build ở bữa trước ấy. Thì chẳng hạn như tôi sẽ copy cái lệnh này này. Rồi theo tôi sẽ quay lại cái VS Code này. Thì tôi sẽ bắt cái lệnh Docker build vô đây này. Thì khi mà tôi run cái lệnh Docker build này này, thì mặc định thì nó sẽ tạo ra một cái email mới mà được cập nhật, và nó sẽ ghi đề lại cái email ở bữa trước ấy. Thì ở bữa trước thì tôi có hướng dẫn cho các bạn là run cái lệnh Docker build rồi này. Và tôi đã tạo ra một cái email gọi là getting data với lại cái task là native này này. Thì nếu mà hôm nay tôi tiếp tục run cái lệnh Docker build này này, thì nó sẽ tạo ra một cái email mới cũng có cái tên là getting data với cái task là native, và nó sẽ ghi đề lại cái email này. Tuy nhiên thì bữa hôm nay thì tôi sẽ không run cái lệnh Docker build này như cũ, mà tôi sẽ set cho nó một cái version. Thì để mà build ra được cái image với lại một cái version ấy, thì ở cái chỗ cái phần tên cái image này này, thì tôi sẽ thêm là hai chấm này, tôi theo là cái version ở đằng sau này. Thì chẳng hạn là tôi sẽ có cái version là 1.0.0 như vậy. Thì nếu mà các bạn muốn set cho nó cái version ấy, thì các bạn là hai chấm này, tôi theo thì các bạn set cái version của nó ở đằng sau như vậy. Đó, rồi theo chẳng hạn như tôi nhấn enter này. Đó thì bây giờ thì nó đang bắt đầu build lại cho tôi này. Rồi, nó đã build xong này. Và chẳng hạn như tôi check lại cái log console này, thì check cái log console thì nó không có lỗi gì hết này. Rồi theo tôi sẽ gõ cái lệnh docker image add để kiểm tra này. Thì tôi gõ cái lệnh docker image add, thì bây giờ thì các bạn thấy là nó có thêm cho tôi một cái image là getting data này và cái tab này, cái tab tức là cái version ấy, thì nó có cái version là 1.0.0 như vậy. Còn ở bữa trước thì nó có cái tab là native ấy. Thì nếu mà các bạn khi mà các bạn run cái lệnh build á, nếu mà các bạn không set cái version hay là cái tab sau như vậy á, thì mặc định thì nó sẽ set cái tab là native như vậy. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn run cái image mới này lên trên một cái container. Thì tôi sẽ quay lại cái trang hướng dẫn của nó này này. Thì để mà chạy cái image mới á, thì các bạn làm theo cái bước thứ ba này, thì các bạn copy cái lệnh này. Rồi theo thì các bạn quay lại cái terminal của bạn, và các bạn bắt cái lệnh của bạn vô trong cái terminal. Rồi tiếp theo tôi sẽ nhấn enter để cho nó chạy này. Thì nó sẽ bị một cái lỗi như vậy này,
thì các bạn đọc này, thì nó báo là cái bot already located ấy, tức là cái bot 3000 ấy, thì nó đã được sử dụng rồi ạ. Thì ở bữa trước ạ, thì tôi cũng đã hướng dẫn cho bạn là run một cái container của thằng Getting ra tỷ và chạy ở cái bot 3000 rồi, thì nó sẽ bị cái lỗi như vậy này. Đó, thì ở bên trên cái trang tài liệu thì nó cũng báo là các bạn sẽ bị cái lỗi như vậy này. Đó. Thì để mà fix được cái issue này á, thì chúng ta sẽ đi chạy cái container của chúng ta ở một cái bot khác. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn cho bạn sau. Thì tôi sẽ run ở cái bot 3001 chẳng hạn. Đó, thì tôi sẽ update lại chỗ này như vậy. Đó. Rồi theo thì cái tên image này, thì tôi sẽ chạy với lại cái image với lại cái tag là 1.0.0 đây này, thì tôi sẽ thêm cho nó 2 chấm này, rồi theo là 1.0.0 này, rồi theo tôi nhấn enter này. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là nó chạy và nó in ra được cái container ID của cái image của tôi này. Rồi theo tôi gõ lại cái lệnh Docker PS này. Đó, thì bây giờ thì các bạn thấy là nó có hai cái container đang chạy này, và nó có một cái container của cái image là Getting Data và cái version là 1.0.0 như vậy. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ nên trình duyệt và tôi sẽ đi demo cho các bạn test cái email với lại cái container Getting Data 1.0.0 này ở trên trình duyệt này. Thì tôi sẽ do localhost này. Rồi theo là 2.1.3001. Rồi theo tôi nhấn enter này. Thì các bạn để ý là ở cái chỗ cái dòng test này này thì nó đã thay đổi này này. Còn cái dòng test cũ thì nó như vậy này. Đó. Đó, thì ở đây là cái việc mà xử lý update lại cái source code và xử lý để mà build ra được một cái image với lại một cái version nào đó. Thì ngoài cái cách mà chạy cái image ở một cái bot khác á, để mà fix được cái issue bị trùng cái bot này này, thì chúng ta có một cái cách khác để mà chúng ta fix ấy. Thì nếu mà các bạn nào muốn vẫn muốn chạy cái container của bạn ở cái bot 3000 ấy, thì nó sẽ có một cái cách khác là chúng ta sẽ đi xóa cái container mà chạy ở cái bot 3000 đi. Thì các bạn có thể gõ cái lệnh docker rm để mà xóa cái container mà nó đang chạy ở cái bot 3000 này đi này. Thì chẳng hạn như là tôi sẽ xóa cái container cũ đi này, thì tôi sẽ gõ lệnh docker rm này. Rồi theo tôi sẽ truyền cái container ID của cái container mà tôi muốn xóa này. Thì nó đang bị lỗi thì tôi sẽ đi fork cái vận delete, thì tôi sẽ thêm cho nó cái tự chọn là chữ F. Rồi theo tôi nhấn enter này. Rồi theo tôi gọi lại cái lệnh docker ps này. Đó, thì bây giờ tôi chỉ còn một cái container đang chạy thôi này. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ run lại cái container của tôi với lại cái bot 3000 này. Đây, tôi sẽ gõ lại cái lệnh docker run này, chữ dp này. Rồi theo là địa chỉ IP là 127.0.0.1 này. Rồi theo là cái bot là 3000 này. Rồi theo tôi nhấn enter này. Rồi theo tôi gọi lại cái lệnh docker ps này. Đó, thì bây giờ thì tôi sẽ có cái email getting data và chạy ở cái bot 3000 này. Đó, thì tương tự ấy, thì tôi cũng lên lại trên cái trình duyệt và tôi defect này này. Đó, thì tôi defect lại cái container của tôi ở cái bot 3000 này. Thì bây giờ thì các bạn thấy là cái phần giao diện thì ở cái chỗ dòng test này này thì nó update lại cho tôi như vậy. Đó, thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn cho bạn xử lý cái việc mà update lại cái source code và update lại cái Docker image. Đó, thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video theo.